Amethyst hay còn gọi là thạch anh tím. Thạch anh tím khi qua tác dụng nhiệt sẽ chuyển thành màu xanh lục, nên nó sẽ trở thành là thạch anh xanh hoặc là màu vàng, thạch anh vàng. Ở nhiệt độ là 470 cho đến 750 sẽ có xảy ra cái hiện tượng đổi màu. Vi diệu ha. Tên tiếng Anh Amethyst bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Amethyters, nghĩa là không say. Thạch anh tím có thể được sử dụng như một loại đá ngăn chặn tình trạng say rượu. Nó cũng là nơi trú ngụ của năng lượng trực giác, nên vì vậy cũng mang lại sự an toàn cho những người thích đi du lịch. Tuy nhiên không có nghĩa là lận sảnh thạch anh tím trong người là bao đường không lo nghĩ gì, vì đi rừng không nên vô tư như đi phố. Cũng giống như những người mà họ cứ đeo thánh giá vào và nhảy từ trên cao xuống rồi nguyện là chú hãy phù hộ cho con vậy đó, đừng có mà thách thức như vậy nha. Đặt thạch anh tím dưới gối hoặc trên đỉnh đầu hoặc ở vị trí con mắt thứ ba hoặc dán dưới gầm giường giúp cải thiện chứng mất ngủ, xua tan ác mộng, ghi nhớ những giấc mơ, phát triển trực giác, kết nối với cái tôi cao hơn, năng lượng sáng tạo, thể hiện điều mình muốn và cải thiện căng thẳng, lo âu cũng như cơ nghiện. Ứng dụng thanh tẩy và chữa lành của thạch anh tím cũng khá là nhiều đối với chứng nghiện. Nhiều người cứ coi chứng nghiện chỉ là nằm trong khái niệm nghiện ma túy, rượu, thuốc lá. Thì trên thực tế, nghiện có thể là bất kỳ sự gắn bó dường như không thể lay chuyển mà không có ích lợi cho bạn. Chẳng hạn như là nghiện những thực phẩm không bổ dưỡng, những mối quan hệ không lành mạnh. Những phương thuốc dưới đây sẽ giúp củng cố ý chí cá nhân và giải phóng sự gắn kết, miễn là chúng ta nỗ lực để giải phóng bản thân khỏi bất kỳ chứng nghiện nào của mình. Hãy cầm một viên thạch anh tím hoặc là mang theo bên mình, và khi cần thì chúng ta sẽ đọc lời nguyện: tôi giải phóng bản thân khỏi tất cả những sự gắn kết không lành mạnh và tiến lên phía trước mà không bị cản trở. Tiếp theo là sự kết hợp giữa việc chữa lành, giải phóng chứng lo âu với tinh dầu hoa oải hương khi đi tắm. Không có nghĩa là chúng ta sẽ cầm cái viên thạch anh tím vào bồn tắm như vậy ha. Nhưng mà chỉ là chúng ta sẽ chỉ cần đổ đầy một ấm nước vào bồn tắm và thêm 4 giọt tinh dầu hoa oải hương, ngâm mình từ 10 đến 20 phút. Và khi mà sự lo lắng xuất hiện thì hãy quan sát chúng trôi đi và lặp lại câu thần chú: tôi bình yên, hoặc là bình tĩnh nào. Ngồi trong bồn tắm, khi nước trôi đi và hình dung những lo lắng của bạn sẽ trôi theo dòng nước. Khi nước đã rút hết và đi cùng cả là sự lo lắng của chính mình, hãy rời khỏi đó và lau khô đi. Lên giường, cầm một miếng thạch anh tím dán trên đầu giường hoặc là đặt ở trên đỉnh đầu, vị trí đặt thì mình có đề cập trước đó rồi ha. Và cứ như vậy mà mình nằm ngủ, chìm vào giấc ngủ, cải thiện chứng lo âu. Sự suy đoán. Thạch anh tím cũng hỗ trợ cho sự suy đoán. Khi đưa ra quyết định, trực giác và trái tim của chúng ta là dẫn đường tốt nhất. Đây là những cảnh giới của luân xa con mắt thứ ba và luân xa tim. Đặc biệt tập trung vào luân xa con mắt thứ ba sẽ giúp kết nối với sự dẫn dắt cao hơn. Điều này có thể đưa cho chúng ta đưa ra những cái quyết định phục vụ cho lợi ích cao nhất. Vậy thì mình sẽ thiền định với thạch anh tím cho cái việc
nâng cao khả năng suy đoán như thế nào đây? Thạch anh tím là một trong những tinh thể mạnh mẽ nhất để kết nối bạn với hệ thống dẫn dắt thần thánh. Những tinh thể lục phương này khuếch đại những thông điệp đến từ cái tôi cao hơn của bạn, giúp bạn dễ dàng nhận ra chúng và là sự thông thái và dẫn đường. Khi cần đưa ra quyết định, hãy cầm một viên thạch anh tím trong tay ở cái tay không thuận nha, ở tư thế nhận và hình dung ra lựa chọn mình sẽ phải thực hiện. Lặp lại câu thần chú, ngồi yên lặng cho đến khi có câu trả lời cho cái câu hỏi của mình. Câu thần chú là: tôi cảm ơn trực giác của mình đã dẫn dắt tôi đến những quyết định phục vụ lợi ích cao nhất và lớn nhất của tôi. Và cuối cùng, niềm tin. Nâng cao niềm tin, gia tăng niềm tin. Một điều khác mà mọi người cảm thấy không thể tin tưởng vào vũ trụ nói chung, đó là vũ trụ nói chung á, họ có thể cảm thấy cuộc sống nhìn chung không an toàn và hành động vì niềm tin này. Thạch anh tím giúp kết nối bạn với sự dẫn dắt của thần thánh, và việc tuân theo sự hướng dẫn của thánh thần để đạt được kết quả tốt dẫn đến sự tin tưởng lớn hơn vũ trụ. Hãy đặt thạch anh tím trên luân xa con mắt thứ ba, thiền và đồng thời lặp lại lời cầu nguyện: tôi tin tưởng vào lòng nhân từ của vũ trụ. Tôi an toàn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại sau nha.